Rồi, chào các bạn nha. Hôm nay trở lại với con 265 nè bạn. Lúc trước cái xe này gãy cần nè bạn. Mình cũng quay clip đó bạn. Hôm nay cũng tiếp tục gấp bắt lẻ bỏ lên lên xe ben nha các bạn. À, lắc quá. Ba xe ben mà một xe đó bị gì đậu rồi. Ồ, còn có con xe nhỏ trong làm. Các bạn thấy đổ xe này chắc khoảng 80.000 xe, mang thêm xe 20 là 100. Mấy gào, 5-6 gào, 6, mấy gào, 3 gào vừa đầy được xe. Chỗ này lấy đất quá sâu rồi. Rồi đậu đợi xe ben lại các bạn. Cái pha này mà xa ra là vô nước. Ồ, cái gào này yếu ớt quá. Ok kìa.
phá vườn bụi tre nè các bạn ơi. Xa bờ ghê không?